Hong Hot dưa bở ngày mới, Hoắc Kiến Hoa hoàn toàn từ bỏ showbiz, tài nguyên không theo kịp danh tiếng của Tiêu Chiến. Chào bạn đến với Hong Hot dưa bở Cbiz, nơi tập hợp những quả dưa ngon giúp bạn khỏi lo tối cổ. Hãy cùng điểm qua những tin dưa được dân tình Hong Hot quan tâm nhất ngày hôm nay nhé. Hoắc Kiến Hoa. Gần đây, trên mạng liên tục lan truyền tin đồn Hoắc Kiến Hoa sẽ là nam chính trong bộ Hoa Hồng Cố Sự, kết đôi cùng với Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể xảy ra bởi ông xã của Lâm Tâm Như đang rất hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống đã giải nghệ của mình. Anh ấy muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái và gia đình nhỏ. Hoắc Kiến Hoa không còn tham vọng gì về showbiz nữa, mà sự nghiệp đạo diễn của Lâm Tâm Như hiện tại đang rất tốt. Phim truyền hình lẫn game show do ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách sản xuất đều rất nổi tiếng ở Đài Loan. Chính vì thế, Hoắc Kiến Hoa muốn phụ giúp vợ nên cũng chẳng để tâm đến chuyện quay lại giới giải trí nữa. Tiêu Chiến. Nhiều người đều cảm thấy tài nguyên của Tiêu Chiến không theo kịp sức nóng, danh tiếng của anh ấy. Dễ thấy nhất chính là dự án mà Tiêu Chiến nhận được hoàn toàn thua xa Vương Nhất Bác, dù rằng độ hot của chàng Ngụy Vô Tiện chẳng thua kém gì ai. Thật ra, Tiêu Chiến cũng khá là trắc trở, vừa mới nổi tiếng thì vướng ngay sự cố 227, đã thế lúc đầu còn bị ràng buộc bởi công ty quản lý. Nhưng giờ đây có thể nói anh ấy đã ổn hơn rất nhiều, đã có quyền tự chủ rất lớn, tài nguyên đến tay cũng dần tốt lên. Đương nhiên, không thể bứt phá một sớm một chiều được, nhưng hiện tại đang là tín hiệu tích cực đối với Tiêu Chiến, fan đừng quá lo lắng. Quốc Tịnh Y. Sự phát triển của Quốc Tịnh Y rõ ràng gặp khó khăn, nàng Tiểu Hoa có chút bế tắc vì vai diễn của mình đang rất một màu. Nếu trước đây Quốc Tịnh Y có thể cạnh tranh với Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân, nhưng giờ họ đều đã vượt mặt cô ấy. Khán giả thì mệt mỏi với lối trang điểm và phong cách ngàn năm như một của Quốc Tịnh Y trong những bộ phim truyền hình, nhưng các tác phẩm của cô ấy đều bị flop dần đều. Cho nên, Quốc Tịnh Y giờ rất khó cạnh tranh tài nguyên với người khác. Cô nàng cũng rất muốn thay đổi nhưng chẳng biết làm sao cho phải. Cảnh Điểm, Trương Kế Khoa. Tin đồn về việc Trương Kế Khoa lấy ảnh, video riêng tư của Cảnh Điểm đưa cho chủ nợ để trao đổi vì thói ham trò đỏ đen khiến dân tình xôn xao bàn tán. Chưa biết thật hư của sự việc này nhưng fan thấy Cảnh Điểm quá thảm, thật xui xẻo khi dính dáng đến tên bạn trai cũ như thế này. Mặc dù phía Trương Kế Khoa phát văn bản luật sư đòi kiện kẻ tung tin đồn, nhưng giờ đây thì động thái kiểu này chẳng mấy ai còn tin tưởng nữa. Dân mạng đều hy vọng đây là tin tức thất thiệt, không phải họ tin tưởng vào nhân cách của Trương Kế Khoa, vì họ không muốn Cảnh Điểm chịu liên lụy trong ồn ào của bạn trai cũ, như thế thì quá thảm cho đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh rồi. Hồ Nhất Thiên. Thời điểm Hồ Nhất Thiên còn ở Hoa Sách, công ty cũng chẳng ràng buộc anh ấy quá nhiều. Chính nam minh tinh cũng thích đóng phim bên ngoài hơn vì nhận được các cát-xê cao hơn so với tác phẩm do công ty quản lý sản xuất. Giờ đây, Hồ Nhất Thiên hoạt động độc lập, có một vài mối quan hệ với các nhà sản xuất. Có vậy đi chăng nữa thì hướng phát triển trong tương lai của Hồ Nhất Thiên cũng không hề dễ dàng, vì rằng thành tích phim ảnh của anh ấy không cao, sức nóng không còn được như trước nữa. Dưa hôm nay đã hết rồi, hãy cùng theo dõi Bay Thế Giới Hoa Ngữ để theo dõi dưa ngon hàng ngày nhé.